Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với Yêu Cây Hoa Đào. Hôm nay thì tôi mới có dịp để đi quay cho các bạn cùng xem ngoài vườn đào, những cây hoa đào nó đang lớn đến mức cỡ nào rồi. Do đợt vừa rồi tôi không ra được video, tôi bị cách ly ở ngay tại địa phương vì có về dưới quê Hải Dương, nên không ra được cái video chăm sóc đào sau Tết gửi tới quý vị và các bạn. Thì trong video này tôi xin giới thiệu sơ qua đến quý vị và các bạn cùng xem những cây hoa đào đang lớn lên rồi và cũng sắp sửa tiến hành cái công việc là uốn. Và nếu để mà uốn được ấy các bạn thì chúng ta lại phải đợi trời nắng nhá, thì đào nó mới lên được, thì chúng ta mới lúc đó mới uốn được. Đây các bạn nhìn thấy chưa, đào nó cũng bắt đầu tương đối rồi. Đây là cũng cái phôi cây đào rừng ấy các bạn, đã được ghép mắt rất to. Đó, các bạn nhìn thấy những cái phôi gốc cây đào rừng rất khủng khiếp luôn. Những cái phôi gốc đào rừng này đều có cái mức cái giá là từ 3 đến 5 triệu nhá quý vị và các bạn. Đó, đây là các bác cây đang ủ để cho cây ra rễ các bạn. Và là cái công việc rất quan trọng, kích thích để cho cây nó phát triển lên đã. Những cây này là các bác cây mới lấy về sẽ được uốn với những cái dáng gần như răng bay, tay sẽ trúc xuống nhé các bạn. Đây cho các bạn cùng xem qua này, cũng có một số quả đào. Đó, các bạn nhìn thấy những cái quả đào chưa? Giống cây đào hạt thì thông thường là sẽ có quả nha các bạn. Đấy, đang mướt cái một cái màu xanh. Những phôi gốc đào rừng rất to các bạn. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Những cái phôi cây hoa đào rất to. Đây các bạn nhìn đây, quả nhá. Đấy, giữa đào hạt và đào bích ấy, nó khác nhau nhá các bạn. Đào hạt là nó có quả, đào bích thì không có nhá. Đó. Và đây xin mời quý vị và các bạn hãy cùng xem. Phía trước mặt của chúng ta, trước đây là một cái cánh đồng gần như là những cây hoa đào. Và những cái cây hoa đào này được các bác ấy đã cắt hết cành rồi để bán rồi các bạn. Bán dịp năm vừa rồi. Cũng xin thưa quý vị và các bạn, tôi có mặt tại Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, một địa điểm rất quen thuộc tới quý vị và các bạn trong những video đào Tết 2021 trong những năm vừa qua. Đây các bạn hãy cùng nhìn, đây là những cây hoa đào năm vừa rồi các bác ấy đã thu hoạch.
và còn lác đác lại một số những cây ngũ phúc. Đất nó hơi nấm một chút nên vừa mới mưa buổi sáng. Đây cái cây này đây, trước là một cây ngũ phúc và về sau được cắt đi, cắt bớt cành đi, cành to đi và chuyển sang một cái cây có khả năng là sẽ thành cây huyền. Đỉnh đây các bạn. Đây phía trên đây là một số cành các bác ấy đã ghim lại rồi. Mục đích ghim lại là để cho không bị gió đổ và cũng như là tạo uốn dáng dần rồi các bạn. Này các bạn nhìn thấy chưa? Đây là một cái que đây. Cái cây thép được uốn cành đây các bạn nhìn thấy chưa? Đây nhá các bạn. Này. Đấy. Trong quá trình này các bạn nhìn thấy chưa? Những cái cây này được các bác ghép mắt. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đây. Ngay những cái cành này sẽ sau sẽ có một cái dáng huyền các bạn. Tay bay. Đó cũng còn là lác đác lại một cái số cây ngũ phúc. Nhưng những cây ngũ phúc thì có khả năng là tới này các bác ấy bỏ dần rồi, không trồng quá nhiều cây ngũ phúc. Năm vừa rồi cây những cây ngũ phúc bán được ít thôi, không được nhiều. Đấy, một cây dáng huyền tiếp các bạn. Những cây sợi này đây các bác uốn này rất dễ rồi. Đấy, nó định dạng là rất tốt. Những cái cành này là uốn của những cái cây bonsai các bạn, những cây xanh ấy, cây những cây cảnh ấy, bonsai cây xanh, cây sung là các bác ấy lấy luôn. Những cái này thì mua cũng rẻ rồi các bạn, mua ngoài chợ bán nhiều lắm. Ở trong video này tôi xin gửi tới quý vị và các bạn cùng xem, được biết tận mắt chúng ta nhìn thấy những cây hoa đào lớn lên từng ngày qua các thời kỳ. Đó, các bạn hãy nhìn thấy sao? Xa xa bên kia tôi nhìn thấy có một cây hoa đào thất thốn. Nát tôi sẽ quay lại để các bạn cùng xem. Thì sơ qua hết cho các bạn cùng xem những cái cây hoa đào ở đây. Năm nay được các bác bán là rất nhiều các bạn. Đây. Và có đến những cái cây hoa đào con. Đây cho các bạn cùng xem nhé, những cái cây hoa đào này được các bác ghép rồi đấy các bạn, ghép cái kiểu là xương cá nhé các bạn, quên mắt cá. Những cây hoa đào này thì sẽ được chăm sóc để lên và các bác sẽ tiến hành cắt cành các bạn. Năm đầu sẽ cắt cành xong đợi đến năm thứ hai buông ra để cho nó lớn, năm thứ ba thì lại tính tiếp rồi mới đến được những cái cây ngũ phúc các bạn.
Đây các bạn hãy cùng nhìn này, các bác đã định hình cho một cái cây rồi đây. Toàn những cây bị mủ đây các bạn. Trồng cây rất ngại với cái vấn đề mủ này các bạn. Đấy, các bạn nhìn có những cái phôi cây to không? Này, như cái cây đào này các bác phải bỏ ra. Bỏ đi rồi. Không trồng cây đấy nữa. Hãy cho các bạn cùng xem qua. Toàn cánh. Đấy nữa cho các bạn xem qua bên này nhá. Rất nhiều, hôm nay mưa này nó hơi lấm. Đi nó hơi ngại một chút. Tôi ngại quá không đi được xuống dưới tận vườn. Xin lỗi quý vị và các bạn một chút. Nếu mà có dịp nó nắng lên, tôi sẽ đến quay gửi tới quý vị và các bạn, cũng như là giới thiệu các bạn cách uốn những cây hoa đào. Tôi đứng từ xa nhé, xin zoom một góc lên để các bạn cùng xem nhé. Đấy, zoom lên là không nhìn thấy cái gì nữa luôn các bạn. Đây mới tính lại là 5 rồi, chứ chưa phải là 12. Bắt led hơi chậm. Không nhìn thấy luôn. Đó, các bạn. Đây, những cái cành đào rất to này các bạn. Những cái cành đào này được các bác sẽ làm những cái cành đào rông các bạn nhé. Đó, sẽ có dịp tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn. Còn bây giờ tôi xin dẫn tới quý vị và các bạn đi ra xem cây hoa đào thất thốn nhá. Tí ngã. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa?
đào hạt đây, quả này. Đấy. Biết. Đấy, cho các bạn cùng xem qua những cây hoa đào rất đẹp. Này gió hơi to. Này, hãy cho các bạn xem cái cách các bác cái ghép đây, ghép theo kiểu mắt cá này các bạn, nhìn thấy chưa? Quay vào đúng con cóc đang làm ổ các bạn, sợ quá. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Cạnh này cái con cóc ấy, đấy, cóc đây nhá. Đấy, cái bạn nhìn thấy gốc cây chưa? Cách các bạn cái ghép mắt đang lên rồi. Đấy, cho các bạn xem những cây hoa đào đây. Rất đẹp đấy. Vậy là các bạn có biết các bác cái mục đích của việc cắt này là để làm gì không các bạn? Các bạn biết không? Cắt dăm đi đấy, các bạn biết không? Đấy, những cái cây này các bác đang cắt bớt đi này đi này. Và mình cũng xin nói luôn tới quý vị các bạn, cái mục đích của các bác cắt cái phần dăm đầu này đi này. Đấy, là để cho nó mọc thêm các cái nhánh phụ ra, cho dăm nó vươn ra nữa, cho nó mọc cái đan cái dăm cho nó dày lên. Thế thôi, các bạn một cái cây các bạn ngắt đi cái ngọn đầu của nó, thì nó sẽ phải đùn ra 3 đến 4 những cái ngọn nhánh nhá quý vị và các bạn. Đơn giản thôi. Sau nào các bác đi cắt hết một loạt đây mà. Đây, giới thiệu với quý vị và các bạn cây hoa đào thất thốn này. Đấy, lá của cây hoa đào thì nó cũng có một điều là nó hơi khác một chút. Lá nó mọc theo chùm một, nó dài hơn so với lại đào hạt nhá. Và đào bích cũng sẽ khác một chút. Ừ, các bạn nhìn có thể phân biệt được đây. Một cái cây hoa đào thất thốn ấy thì có thân nó xấu lắm, nó xù xì. Có một vườn ở đây các bác ơi, các bạn có nhìn nhận ra vườn ở đâu không, hay hơi khác khác đúng không, bởi vì cây lên nó cũng khác rồi, vì những cái cây của năm ngoái vườn của năm cũ thì bán hết rồi, và gần như là một số những cảnh đã được cắt để bán đi rồi. Trong video này tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn những cây hoa đào như vậy thôi. Hẹn tới quý vị và các bạn những cái video sau, tôi xin giới thiệu các bạn cách mà các bác ghép đào nhá. Bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.